Xót xa, chuyện một cậu bé công giáo đáng yêu ngoan ngoãn vừa về với Chúa và con heo đất xin cầu nguyện cho em. Thành Long Vlog mến chào cộng đoàn. Trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ về cái mất thương tâm của cậu bé người công giáo. Rất nhiều người đã cảm động và cầu nguyện cho em. Theo nguồn tin từ giáo xứ từ Đức chia sẻ, bé Phêrô Phi Long và con heo đất tặng người nghèo. Một em thiếu nhi thánh thể ngoan ngoãn, năng động, rất có lòng yêu thương người nghèo. Đây là con heo đất mà em dự định đưa cha xứ trong ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng 8. Nhưng giờ em đã không còn trên thế giới này nữa. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho em. Nên thánh từ những điều nhỏ bé. Em Phêrô Phạm Hoàng Phi Long sinh ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã yên nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Nhâm Dần, hưởng dương 9 tuổi. Từ trần tại Tư Gia, khu phố 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh lễ cầu nguyện cho em được cử hành vào lúc 7 giờ cùng ngày tại Thánh đường Giáo xứ Từ Đức, hạt Thủ Đức. Thật xót xa, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn em Phêrô vào nước trời và ban ơn nâng đỡ tới gia quyến em. Amen.